Đợi mẹ tí. Lắp xong rồi để mẹ mở cái này ra. Xem bên trong có cái gì. Ông bà gửi cho quần áo gì. Để mẹ xem quần áo của con này. Đây là quần áo đẹp đấy. Đây đây để mẹ quay đây. Cái túi quần áo rồi con từ từ đây là áo khoác bà gửi cho mẹ này. Từ từ để mẹ xem con. Mẹ áo nào nha, đây này. Áo